chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, sự thật chưa từng có về tuổi Đinh Dậu sinh 1957, đúng trong 2 tháng cuối cùng của năm 2024 âm lịch. Biết được mệnh trời, gặp thời đổi đời giàu to, trúng số liên tiếp, trả sạch nợ nần, có 100 tỷ gửi ngân hàng, đổi kiếp giàu sang. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Đinh Dậu sinh 1957 thân mến, trong xã hội này, nhiều người phấn đấu hết mình cả một đời tranh đấu ngược xuôi, cuối cùng cũng không đạt được thành tựu như ý. Nhiều người rất giỏi nhưng lại không thành công bằng người không có tài năng. Nếu thành công hay sự sướng khổ của đời người không phải do tài năng hay bản sự, vậy đáp án nằm ở đâu? Người xưa bảo có đức mặc sức mà ăn, tích đức tổn đức, trí tuệ của cổ nhân rất thâm sâu. Có lẽ câu trả lời nằm ở chữ đức mà ra. Trong video ngày hôm nay, ban biên tập chương trình sẽ cùng quý khán giả đi tìm hiểu những dấu hiệu vận hạn trong 2 tháng cuối cùng của năm 2024 âm lịch của con giáp tuổi Đinh Dậu sinh 1957. Vậy cụ thể như thế nào? Kênh Minh Đường Tử Vi xin mời quý khán giả cùng chương trình tìm hiểu ngay trong video dưới đây. Tuổi Đinh Dậu sinh 1957 hay còn gọi là độc lập chi ngưu, tức là gà độc thân, ngũ hành sơn hạ quả, mệnh quả, tức lửa dưới núi, cung phi đoài, tướng xương con gà, tướng tinh con khỉ, nam cung đoài kim, thuộc tây tứ mệnh, nữ cung cấn, thổ tây tứ mệnh. Đinh Dậu 1957 mang đầy đủ tính cách của thiên can đinh, người thiên can đinh là âm quả, tính chất của họ đều là những người có tính cách ngoài lạnh, trong nóng, nhu trung, hữu cương. Khi nhìn bề ngoài, mọi người thường đánh giá họ có tính cách trầm tĩnh, mềm dẻo, nhưng bên trong người họ lại có một mặt tính cách sôi nổi và cứng rắn, trái ngược với những gì họ thể hiện ra bên ngoài. Đặc biệt, họ tế nhị nhưng hay đa nghi và lặng lẽ quan sát mọi người. Trong đầu họ có nhiều tâm tư tính toán và hay suy tính lung tung. Đinh Dậu là người sắc sảo, hóm hỉnh, tài năng và quyết đoán. Họ thích phiêu lưu và không ngừng tìm kiếm những miền đất mới để thám hiểm và thử thách chính mình. Thường thì họ sẽ thành công nhờ trí thông minh và sự hợp lý. Người tuổi Đinh Dậu ít khó tính hơn, họ sẽ không cân nhắc quá kỹ các chi tiết mà tập trung vào toàn cảnh, tất cả trong công việc lẫn trong quan hệ. Điều này giúp họ ít bỏ lỡ các cơ hội quan trọng trong cuộc đời hơn. Đa số Đinh Dậu gặt hái được nhiều thành công nhờ sự thông minh của mình. Tính cách kín đáo và sự kỳ vọng quá cao ở những người khác khiến Đinh Dậu không thích giao du với quá nhiều loại người. Hành quả mang lại tính chủ động và sự nhiệt tình, giúp Đinh Dậu cởi mở hơn, giao tiếp rộng rãi hơn. Họ có thể hòa đồng với nhiều loại người hơn so với các tuổi Dậu còn lại. Tuy tuổi Dậu mang trong mình tính cách kín đáo, không thích giao du với nhiều loại người, mà hành quả lại mang tới cho họ sự nhiệt tình và chủ động, giúp cho Đinh Dậu có thể cởi mở hơn. Bên cạnh đó thì hành quả cũng ảnh hưởng không nhỏ tới tác phong của Đinh Dậu. Cụ thể là họ khá chú ý tới phong cách của mình và coi vẻ ngoài là tài sản quý giá cần phải chăm chút thường xuyên. Đinh Dậu thuộc mẫu người rất tự tin, họ thường không chủ động trong đời sống tình cảm mà luôn chờ người khác theo đuổi. Nhìn bề ngoài, họ dường như không hề lo lắng đến việc họ có hay không có một tình yêu chân thành. Tất cả mọi chuyện đến với họ có phải là giả tạo hay không? Thế nhưng, trong thâm tâm, họ vừa là những người theo chủ nghĩa lãng mạn, lại cũng vừa là những người theo chủ nghĩa lý tưởng. Họ luôn tin tưởng rằng mình sẽ có được một tình yêu lâu bền. Đinh Dậu tinh tế một cách tự nhiên và hết sức cuốn hút trong phong cách. Họ chú ý tới hình thức của mình nhiều hơn tất cả các tuổi Dậu còn lại. Họ có vẻ ngoài là tài sản quý và dành nhiều thời gian để chăm chút cho nó. Đinh Dậu tự hào về cách ăn mặc có phần bóng bẩy và đặc biệt chú ý giữ gìn hình ảnh của mình trong mắt công chúng. Sự tinh thông cũng như thái độ tự tin của Đinh Dậu là vấn đề không thể bàn cãi. Tuy nhiên, họ tự tin quá mức, đôi khi sự độc đoán và thiếu tế nhị của tuổi Đinh Dậu có thể gây tổn thương cho bạn bè và đồng nghiệp. Do ý thức rất rõ về tài năng và trí thông minh của mình, họ đương nhiên cho rằng cách nhìn của mình luôn là tốt nhất và tất cả mọi người nên theo gương họ. Đinh Dậu nói chung là có tư duy, sự trung thực và năng lực làm việc hết mình là những điều quan trọng hơn cả. Họ thường không bằng lòng với những người không có đủ các phẩm chất nói trên. Tuy nhiên, với Đinh Dậu thì mọi chuyện lại hơi khác. Nhờ khả năng nhìn nhận sự việc từ nhiều góc cạnh khác nhau, có thể bỏ qua sự khác biệt nhỏ trong khả năng của mỗi người, trong khi vẫn giữ được mục tiêu cao cho riêng mình. Phẩm chất này cộng với sức sáng tạo, tài năng và lòng can đảm giúp Đinh Dậu trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc. Họ tạo niềm cảm hứng cho những người khác thông qua tính tổ chức và đạo đức trong công việc. Bằng đôi mắt tinh anh,
Họ biết cách phát hiện những yếu tố giúp kéo mọi người lại gần nhau hơn. Đinh Dậu có đặc trưng trong tính cách là nhiệt tình, linh hoạt, sáng suốt, tháo giác nhưng sốc nổi và khó kiềm chế cảm xúc, nhanh nổi nóng, không giỏi che giấu nội tâm, thẳng thắn, bộc trực. Đinh Dậu có khả năng truyền cảm hứng và kỹ năng lãnh đạo khá tốt. Nhờ khả năng nhìn nhận sự việc từ nhiều góc cạnh khác nhau, Đinh Dậu có thể bỏ qua sự khác biệt nhỏ trong khả năng của mỗi người, trong khi vẫn giữ mục tiêu cao cho riêng mình. Phẩm chất này cộng với sức sáng tạo, tài năng và lòng can đảm giúp Đinh Dậu trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc. Họ tạo niềm cảm hứng cho những người khác thông qua tính tổ chức và đạo đức trong công việc. Bằng đôi mắt tinh anh, họ biết cách phát hiện những yếu tố giúp kéo mọi người lại gần nhau hơn. Điều đáng khâm phục ở người tuổi Đinh Dậu là luôn phấn đấu hết mình để vươn lên những đỉnh cao trong sự nghiệp. Họ dũng cảm, ưa thử thách, vì vậy rất thích hợp để theo đuổi những công việc áp lực cao. Nếu là nhân viên, với khả năng làm việc độc lập của mình, họ có thể đạt được thành tích cao trong công việc. Họ yêu nghề, tự giác và có trách nhiệm cao. Chính vì vậy, cấp trên luôn hài lòng về kết quả mà họ đạt được và ghi nhận những đóng góp của họ. Những người tuổi Đinh Dậu có khả năng thích ứng rất tốt. Họ có thể sống ở bất cứ đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chính vì lý do này mà những người này không hề sợ thay đổi, và thậm chí họ muốn có sự thay đổi, bởi vì đó là lúc họ thấy rõ điểm mạnh của bản thân khi thích ứng với hoàn cảnh. Ngoài ra, với tính cách tuổi Đinh Dậu ưa khám phá, họ cũng thích mạo hiểm, thích đi lang thang, thích di chuyển đi đây, đi đó. Họ ghét cãi giả, thích sự bất hòa. Mỗi khi điều đó xảy ra, họ lặng lẽ bỏ đi, cho dù đó là một cuộc cãi giả có ích, có tính xây dựng đi chăng nữa. Trong mắt mọi người, hành động này được xem là trốn tránh vấn đề. Nhược điểm không nhỏ của những người này là họ nghi ngờ về khả năng làm vừa lòng người khác của mình. Họ không chắc chắn về việc mình có quyến rũ không, vẻ ngoài của mình có được đẹp không, sự tự tin mình thể hiện như vậy có ổn không. Thế nhưng, họ không bao giờ muốn bộc lộ nỗi lo sợ này ra ngoài. Người tuổi Đinh Dậu luôn tỏ ra rằng mình đầy kiêu hãnh, tự tin rằng mình hoàn hảo. Đó là lý do nhiều người nhận thấy họ quá kiêu căng. Nếu họ điều chỉnh tính cách này càng sớm càng tốt thì cơ hội thành công đến với họ cũng dễ dàng hơn. Luận giải tử vi thấy rằng, tuổi Đinh Dậu có cuộc sống tiền vận và trung vận không được thuận lợi. Chỉ khi bước sang hậu vận thì mới được hưởng sang giàu, quyền quý. Khi tuổi còn trẻ, cuộc sống gặp nhiều trắc trở. Đến khi bước vào trung vận, sự nghiệp mới được vẹn toàn. Công danh của Đinh Dậu có lên cao, có tạo được nhiều tên tuổi cho đời. Tuy nhiên, luôn luôn phải cẩn thận vì số luôn bị phản bội. Sự nghiệp được vững chắc vào tuổi 37 trở đi, tiền bạc có nhiều tốt đẹp, tạo được sự sống cao sang, quyền quý. Nữ mệnh tuổi Đinh Dậu là người biết chăm lo cho cuộc sống gia đình. Họ luôn thực hiện đúng trách nhiệm nghĩa vụ của một người dâu hiền, vợ đảm. Thậm chí, cô ấy có thể hy sinh, chịu nhiều thiệt thòi để mang lại cuộc sống sung sướng, hạnh phúc cho gia đình. Được biết cuộc sống hồi bé cơ cực, vất vả, cơm không đủ ăn, áo chẳng đủ mặc, đến lúc trưởng thành cũng không khấm khá là bao, lam lũ kiếm từng đồng mưu sinh, nhưng người nghèo thì cứ nghèo bền vững. Tuy nhiên, do ăn ở tích đức, luôn làm việc thiện nên trong thời gian sắp tới này, bản mệnh được ơn trên ban lộc, phước đức đầy tay, mọi khó khăn vất vả đều tan biến, thay vào đó là sự sung túc đủ đầy, tiền vàng ngập két, mười phân dạng mười. Nam mệnh tuổi Đinh Dậu có nhiều ước mơ, hoài bão trong cuộc đời và họ luôn cố gắng phấn đấu để đem lại cuộc sống đầy đủ, sung sướng cho những người thân trong gia đình mình. Họ bận rộn trong công việc, ít có thời gian để chăm sóc con cái, vì vậy, rất cần một người phụ nữ đảm đang, dịu dàng, giúp họ chia sẻ gánh nặng trong cuộc sống. Những người này nếu như tuổi thơ gặp nhiều khó khăn, bất hạnh, thì khi trưởng thành, họ nuôi dưỡng ý chí và có nhiều tham vọng lớn. Tuổi Đinh Dậu sẽ quyết tâm xây dựng sự nghiệp để có cuộc sống ổn định, đầy đủ tiện nghi. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi trong 2 tháng cuối cùng của năm Giáp Thìn 2024 âm lịch của tuổi Đinh Dậu sinh 1957. Xét về phương diện sức khỏe, trong 2 tháng cuối cùng của năm 2024 âm lịch, sức khỏe của người tuổi Đinh Dậu sẽ được duy trì tốt. Thậm chí một số người còn có thể chữa khỏi những căn bệnh mãn tính từ lâu. Hãy duy trì chế độ sinh hoạt khoa học và rèn luyện thể chất để luôn khỏe mạnh. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo trong 2 tháng cuối cùng của năm 2024 âm lịch, mặt tình cảm có thể trải qua những biến động tích cực và tiêu cực. Để duy trì mối quan hệ lâu dài,
Đinh Dậu nên nghiêm túc và chân thành trong mối quan hệ. Hãy cẩn thận với những lời ngọt ngào của người khác để tránh bị lừa gạt. Đối với những người đã có gia đình, hãy giữ khoảng cách đúng mực với người khác để tránh xung đột. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, tuổi Đinh Dậu sẽ trải qua một giai đoạn phát triển mạnh mẽ, và sự bình tĩnh cùng sự sáng suốt của bản mệnh sẽ giúp Đinh Dậu nắm bắt mọi cơ hội, đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Những người đứng đầu cũng sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn, góp phần tạo nên những thành công mới cho tập thể. Xét về phương diện tài lộc, trong 2 tháng cuối cùng của năm 2024 âm lịch hứa hẹn là một khoảng thời gian thuận lợi về tài chính. Với sự phát triển của công việc, Đinh Dậu sẽ có nhiều cơ hội kinh doanh và buôn bán, cũng như tăng lương và thưởng. Đối với những người hoạt động trong lĩnh vực kinh tế, sẽ có vị thế vững chắc trên thị trường và thu hút được nhiều khách hàng tiềm năng. Theo tử vi, trong 2 tháng cuối cùng của năm 2024 âm lịch, đây sẽ là một khoảng thời gian đầy hy vọng cho bản mệnh tuổi Đinh Dậu. Sau khi trải qua những tháng trước đó không được thuận lợi, vận trình sẽ có những bước nhảy vọt đáng kể, mang lại nhiều may mắn và thành công. Công việc và kinh doanh sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tài chính cũng sẽ tăng trưởng liên tục. Tất cả những nỗ lực và công sức đã bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống trong từng tháng âm lịch của tuổi Đinh Dậu sinh 1957. Trong 2 tháng cuối cùng của năm 2024 âm lịch. Đầu tiên là tử vi tháng 11 âm lịch 2024 của tuổi Đinh Dậu sinh 1957. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Đinh Dậu sinh 1957 trong tháng 11 âm lịch. Xem tử vi tháng 11 âm lịch của tuổi Đinh Dậu chỉ ra rằng những thách thức trước mắt mà con giáp này phải đối mặt là không ít và mức độ cũng không hề nhẹ nhàng. Nhưng hãy coi đó như những trải nghiệm quý giá để nâng tầm bản thân, bởi nó không thể vượt qua những khó khăn, bạn sẽ không thể nào đi đến đích, nơi có những vinh quang rực rỡ mà bạn luôn mơ ước. Do chịu ảnh hưởng của phá thái tuế, tổng quan sự nghiệp của người tuổi Đinh Dậu không mấy lý tưởng. Bản mệnh thường xuyên phải chịu nhiều áp lực và trở ngại, bạn sẽ phải lao đao một phen, tinh thần làm việc uể oải, thiếu tập trung, dễ rơi vào bế tắc. Khi bạn không thể tìm ra định hướng phát triển rõ ràng, thậm chí có nhiều khi bạn đi làm cho có người, thiếu sự sáng tạo, thậm chí nảy sinh tâm lý nhảy việc. Điềm báo tử vi còn nhắc nhở tuổi Đinh Dậu, bản mệnh nên đề phòng có tiểu nhân ngáng trở, khiến cho công việc dù có cố gắng thế nào cũng không được như ý. Đối phương chỉ tập trung vào những thiếu sót của bạn để công kích, gây nhiều điều phiền nhiễu. Song bạn hoàn toàn có thể tránh được những rắc rối không đáng có bằng cách làm việc cẩn thận ngay từ đầu. Hãy cố gắng sốc lại tinh thần càng sớm càng tốt, bình tĩnh đương đầu, bình tĩnh giải quyết, rồi mọi chuyện sẽ sớm đâu vào đấy. Trong tháng này, Đinh Dậu còn gặp nguyệt lệnh lâm đất dưỡng, vận khí nằm ở giai đoạn thai nghén, chờ đợi thời cơ để bùng nổ. Bạn làm gì cũng nên có kế hoạch cụ thể, đặc biệt là phải biết kiên nhẫn, đợi cơ hội đúng việc, đúng thời điểm, thay vì đâm đầu mù quáng một cách vô ích. Người tuổi Đinh Dậu được khuyên nên chậm lại bước chân của mình, tính toán mọi thứ thật kỹ rồi bạn sẽ tìm ra câu trả lời mà mình mong muốn. Đừng quá nóng vội kéo xôi hỏng bỏng không. Những vấn đề rắc rối hiện tại không thể tránh, nên Đinh Dậu hãy cứ thẳng thắn đối mặt. Chỉ khi đó bạn mới biết mình đang mắc ở đâu và tìm ra cách giải quyết thích hợp. Đừng quá lo lắng vì đã có các tinh thiên đức xuất hiện đúng lúc, sẽ giúp bạn xoay chuyển tình thế, giành lại thắng lợi xứng đáng. Quá trình có thể sẽ vất vả hơn một chút, nhưng rồi bạn sẽ nhận ra mọi nỗ lực đã bỏ ra và cả những tủi hờn phải chịu đều là đáng giá. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Đinh Dậu sinh 1957 trong tháng 11 âm lịch. Ở phương diện tài lộc, xem tử vi tháng 11 âm lịch của 12 con giáp dự báo, đây không phải là một tháng may mắn với bản mệnh trong việc kiếm tiền. Hung vận ám quẻ cảnh báo con giáp này về nguy cơ hao hụt tài chính, làm ăn dễ thua lỗ, việc làm ăn thiếu sự đổi mới và sáng tạo nên dễ đi vào lối mòn, dần dà tụt hậu so với đối thủ cạnh tranh. Cục diện tương phá gây ra nhiều bất lợi cho Đinh Dậu trong việc kinh doanh khi liên tục bị tiểu nhân chơi xấu. Kẻ đó cố tình giở trò cạnh tranh khiến bạn tốn rất nhiều công sức để đối phó, cố gắng giảm tối thiểu tác động lên việc buôn bán của mình, lợi nhuận cũng vì thế mà giảm sút đáng kể. Tháng này bạn nên đề phòng bị kẻ xấu lợi dụng, lừa gạt để chiếm đoạt tài sản. Tài chính hạn hẹp nên vấn đề chi tiêu cũng phải cân nhắc hơn rất nhiều,
không thể thoải mái tiêu pha theo ý mình như trước nữa. Tuy nhiên, Nguyệt Lệnh Lâm Dưỡng dự báo mọi khó khăn ở thời điểm hiện tại chỉ mang tính tạm thời, con giáp này vẫn có cơ hội chuyển mình. Nếu kiên trì theo đuổi mục tiêu, tập trung bằng hết khả năng của mình, đừng bỏ dở giữa chừng chỉ vì một vài khó khăn trước mắt. Để cải thiện tài vận của mình, người tuổi Đinh Dậu trong tháng 11 âm lịch này có thể áp dụng phong thủy phi tinh. Theo đó, hai tài tinh Bát Bạch gặp Lục Bạch đồng cung tại hướng Tây Bắc. Đây được coi là phương vị dưỡng tài mang tới may mắn về tài lộc cho bản mệnh. Bạn nên chú ý dọn dẹp sạch sẽ, tránh có vật nặng ở khu vực Tây Bắc trong nhà, trong phòng, kẻo chặn nguồn tài khí luân chuyển. Ngoài ra, nếu có điều kiện, bạn cũng có thể bày biểu tượng rồng phong thủy ở hướng này trên bàn làm việc để nắm bắt năng lượng, tăng cường vận may, thúc đẩy công việc thuận lợi, tài lộc hanh thông. Khẩu quyết: nhiều nhiệm vụ cần hoàn thành, cần lập ra một kế hoạch chi tiết. Quý nhân là tuổi Mão và tuổi Tuất. Tiểu nhân là tuổi Ngọ và tuổi Thìn. Màu sắc may mắn là màu vàng và hồng. Con số may mắn 90, 44 và 17. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Đinh Dậu sinh 1957 trong tháng 11 âm lịch, tử vi tháng 11 âm lịch của 12 con giáp cho thấy do thời điểm này có nhiều việc cần phải suy nghĩ, cũng phải vất vả hơn trước nên sức khỏe của Đinh Dậu có dấu hiệu sa sút nghiêm trọng. Nhân thời gian rảnh rỗi, tuổi Đinh Dậu càng nên học cách thư giãn để đầu óc thoải mái, tái tạo năng lượng cần thiết. Như vậy, vừa có lợi cho sức khỏe, lại giúp công việc tiến hành trôi chảy hơn rất nhiều. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Đinh Dậu sinh 1957 trong tháng 11 âm lịch. Phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Đinh Dậu trong tháng này, vấn đề tình cảm của con giáp này không có nhiều chuyển biến. Mối quan hệ lứa đôi hay vợ chồng ngày càng xa cách, do thiếu sự tương tác và chia sẻ với nhau, cả hai đều quá mải mê với việc riêng của mình. Việc ai nấy làm, cả hai đều nên có trách nhiệm trong việc tìm cách hâm nóng tình cảm, gìn giữ hạnh phúc gia đình. Tiếp theo là tử vi tháng 12 âm lịch 2024 của tuổi Đinh Dậu sinh 1957. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Đinh Dậu sinh 1957 trong tháng 12 âm lịch. Xem tử vi tháng 12 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, người tuổi Đinh Dậu được dự báo đương đầu với khá nhiều sóng gió. Trong tháng có tương hình án ngữ, người làm văn phòng dường như làm không hết việc, người kinh doanh thì chạy dạy khổ sở bên ngoài. Ở vào thời điểm cận cuối năm mới, đáng lẽ mọi việc cần phải được gấp rút hoàn thiện để có thể yên tâm đón Tết. Nhưng Đinh Dậu vẫn phải nhiều phen lao đao khi công việc có dấu hiệu trì trệ, tiến độ chậm trễ, lại thêm nguyệt lệnh lâm suy, bản mệnh khó có thể thực hiện công việc theo đúng kế hoạch đặt ra ban đầu. Mọi việc dần đi chệch khỏi tầm kiểm soát của Đinh Dậu, trạng thái tinh thần của bạn cũng trở nên sốt ruột, căng thẳng. Một khi tư tưởng rơi vào bế tắc, con giáp này cũng ngày càng thiếu tin tưởng vào bản thân, chẳng còn tâm trí để tập trung vào công việc. Đáng lẽ phải tìm cách khắc phục khó khăn để chuyển nguy thành an, thì lại có dấu hiệu bỏ bê, chán trường. Điều này tạo thành một dòng luẩn quẩn, việc dồn việc, rắc rối chồng chất, tinh thần càng thêm chán chường. Chẳng những vậy, bạn có lẽ sẽ phải trải qua nhiều tình huống khó khăn đến từ đồng nghiệp và cấp trên, khi các ý kiến đưa ra thường vấp phải sự phản đối hoặc nghi ngờ của tập thể. Với sự tự tin, kiêu ngạo từ những công việc trước kia khiến cho con giáp này mất điểm với những người xung quanh. Cũng có những thời điểm tuổi Đinh Dậu quá dễ dàng thỏa mãn với những gì mình đã có mà ngủ quên trên chiến thắng, nên bạn đã lơ là nhiệm vụ tinh thần chiến đấu bị phủ bụi. Những điều này chủ yếu xuất hiện ở những người làm công ăn lương, quan chức, làm văn phòng. Dù vậy, đây cũng không phải là thời điểm thích hợp để nhảy việc. Thời điểm cuối năm, bạn nên hài lòng với những thứ ở hiện tại kẻo gây hao hụt tiền bạc và mất uy tín. Lưu ý, tháng này có sự xuất hiện của sao Thái Âm, mang theo vận quý nhân là nữ giới khá dượng, nó cần tới sự trợ giúp từ ai đó. Bạn hãy nhờ một vài người bạn hay đồng nghiệp là nữ của mình, họ sẽ hỗ trợ bạn rất tốt trên con đường công danh sự nghiệp để sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Đinh Dậu sinh 1957 trong tháng 12 âm lịch, tử vi tháng mới dự báo tình hình tài chính của tuổi Đinh Dậu chưa có sự khởi sắc trong tháng này, mặc dù có Thái Âm chủ về điền sản, đất đai chiếu mệnh, nhưng tài vận chịu tác động mạnh mẽ từ tương hình cục và nguyệt lệnh lâm suy, nên có thời điểm giảm sút đáng kể. Với người làm văn phòng,
Dù vẫn có những khoản thu đều đặn từ lương cứng, nhưng những việc làm thêm, buôn bán theo kế hoạch cải thiện thu nhập của bạn lại không đem về lợi nhuận như mong muốn. Có lẽ bạn chỉ có thể trông chờ vào khoản thưởng Tết cuối tháng, khi đó tài chính mới có sự cải thiện. Vấn đề duy nhất bạn phải quan tâm là cần cơ đối thu chi hơn. Do là tháng cận Tết nên các chi phí phát sinh cũng không ít. Vì thế, nếu không có kế hoạch tài chính tốt thì cũng chỉ ở mức đủ ăn đủ tiêu mà thôi. Với người làm kinh doanh, việc đầu tư nên tính đường dài, tránh việc thấy có lợi trước mắt mà nóng vội kẻo trắng tay lúc nào không hay. Nhất là khi vận khí tháng này có dấu hiệu sa sút khá mạnh, những thương vụ mạo hiểm nên được hạn chế, càng hứa hẹn lời lãi cao lại càng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Tháng này, bạn cũng nên đề phòng đối thủ cạnh tranh dùng những thủ đoạn để cướp công đoạt sức của bạn. Tốt nhất trong thời điểm này đừng vội khởi sự. Năm hết Tết đến hãy tạm gác các kế hoạch để ra Tết tính toán cẩn thận hơn, để nắm chắc phần thắng trong tay. Khẩu quyết: sự nghiệp có những cơ hội phát triển, nên kiên trì theo đuổi mục tiêu. Quý nhân là tuổi Mão và tuổi Tuất. Tiểu nhân là tuổi Dậu và tuổi Thìn. Màu sắc may mắn là màu hồng và màu cam. Con số may mắn 36, 77 và 58. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Đinh Dậu sinh 1957 trong tháng 12 âm lịch. Tháng này còn có nguyệt lệnh lâm suy, không chỉ công danh tài lộc bị ảnh hưởng, mà phương diện sức khỏe của Đinh Dậu cũng có dấu hiệu sa sút, sức lực hư hao, thể trạng uể oải, sẽ làm giảm hiệu suất hàng ngày. Khi cơ thể mỏi mệt, đầu óc sẽ thiếu minh mẫn, dễ dẫn tới hành sự sai lầm, gây tổn thương tinh thần cho người khác, đồng thời cũng khiến bản thân vướng vào rắc rối. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo của tuổi Đinh Dậu sinh 1957 trong tháng 12 âm lịch. Tháng này, mặt tình cảm có thể trải qua những biến động tích cực và tiêu cực để duy trì mối quan hệ lâu dài. Đinh Dậu nên nghiêm túc và chân thành trong mối quan hệ, hãy cẩn thận với những lời ngọt ngào của người khác để tránh bị lừa gạt. Đối với những người đã có gia đình, hãy giữ khoảng cách đúng mực với người khác để tránh xung đột. Quý khán giả thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ và thuận lợi, thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài dưỡng lộc, thu hút may mắn. Về tuổi Đinh Dậu sinh 1957 nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may về tài lộc cũng như sự nghiệp, xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp video. Tuổi Đinh Dậu với tuổi Tý. Khi là đối tác làm ăn, hai con giáp này đã đặt niềm tin vào nhau, họ kết hợp khá ăn ý, họ cùng tiết kiệm và cùng nhau xây dựng. Bình thường tuổi Tý rất hào phóng và tiêu tiền khá mạnh tay, nhưng trong kinh doanh người tuổi này rất biết tính toán, điều này làm tuổi Đinh Dậu tâm phục khẩu phục, vì vậy họ sẽ cùng nhau xây dựng và phát triển. Tuổi Đinh Dậu với tuổi Sửu. Hai tuổi này đều khá thận trọng trong cách tiếp cận sống, hai hành tinh này đều chọn cách giải quyết thực tế và ít khi thích mạo hiểm. Những đặc điểm của hai con giáp này sẽ giúp họ kết hợp rất ăn ý trong công việc. Bởi vậy, nếu là đối tác kinh doanh, tuổi Đinh Dậu và tuổi Sửu sẽ tạo thành một tập thể khá vững mạnh đó. Khi đó, tuổi Sửu sẽ là xương sống của tổ chức, còn tuổi Đinh Dậu sẽ là người thúc đẩy cho sự nghiệp của hai người phát triển theo hướng tích cực. Tuổi Đinh Dậu với tuổi Dần. Nếu tuổi Đinh Dậu và tuổi Dần là đối tác kinh doanh, họ sẽ kết hợp với nhau khá tốt trong lĩnh vực này. Tuổi Dần đánh giá cao tuổi Đinh Dậu về những nỗ lực cải thiện công việc và năng lực làm việc, khiến tuổi Dần không thể phàn nàn. Người tuổi Đinh Dậu thì vui vẻ để tuổi Dần đứng ở vị trí dẫn đầu và tình nguyện làm hậu phương vững chắc. Tuổi Đinh Dậu với tuổi Mão. Trong kinh doanh, tuổi Đinh Dậu cũng nhanh chóng chán tuổi Mão, vì người tuổi Đinh Dậu cho rằng người tuổi Mão thiếu sự logic, thiếu thực tế. Tuổi Đinh Dậu sẽ là người chủ động việc công việc tại cơ quan, còn tuổi Mão thì khá thụ động và đi chệch những mong muốn của tuổi Đinh Dậu. Tuổi Đinh Dậu với tuổi Thìn. Khi tuổi Đinh Dậu và tuổi Thìn cùng làm ăn với nhau, hai con giáp này sẽ xây dựng một tập thể vững mạnh và liên tục phát triển. Đó là nhờ những may mắn của tuổi Thìn và sự sáng tạo, đức tính cần mẫn, tỉ mỉ của tuổi Đinh Dậu. Tuổi Thìn chính là người sẽ mang những điều bất ngờ về tiền bạc và nguồn khách hàng dồi dào đến cho công việc kinh doanh của hai người. Tuổi Đinh Dậu sẽ là hậu phương vững chắc lập kế hoạch và quản lý tài chính. Cả hai con giáp này đều trung thực nên họ rất tin tưởng lẫn nhau và cùng lái con thuyền kinh doanh của họ tới những bến bờ của sự thịnh vượng và phát triển. Tuổi Đinh Dậu với tuổi Tỵ.
Khi tuổi Đinh Dậu và tuổi Tỵ là đối tác làm ăn, công ty của họ sẽ phát triển thịnh vượng và có trật tự. Người tuổi Đinh Dậu hay chú ý đến tiểu tiết, có thể đảm nhiệm tốt nhiệm vụ quản lý tài chính. Bên cạnh đó, tuổi Đinh Dậu còn giúp công ty lập ra những kế hoạch ít mạo hiểm. Cả tuổi Đinh Dậu và tuổi Tỵ đều thích những phương thức thực tế, ít mạo hiểm hơn là các phương thức mới có tính rủi ro cao. Bởi vậy, có thể nói rằng hai hành tinh này khá đồng nhất quan điểm trong chuyện làm ăn. Tuổi Đinh Dậu với tuổi Ngọ. Khi là đối tác làm ăn, hai tuổi này sẽ chọn công việc chiều theo lợi ích của tuổi Ngọ. Tuổi Đinh Dậu có khả năng quản lý tài chính, sự thông minh vốn có khiến người tuổi Đinh Dậu rất ít khi tính toán sai. Hơn nữa, người tuổi Đinh Dậu khá bảo thủ, thích mặc cả. Đây chính là yếu tố rất quan trọng để tránh rủi ro trong kinh doanh. Trong khi đó, khi có hứng thì tuổi Ngọ làm việc rất chăm chỉ và phát huy được tiềm năng. Điều này làm tuổi Đinh Dậu rất ngạc nhiên và hài lòng. Tuổi Đinh Dậu với tuổi Mùi. Hai tuổi này có thể hợp nhau hơn khi là bạn làm ăn. Tuổi Đinh Dậu là người có con mắt tinh tế và có đầu óc rất phù hợp với việc quản lý tài chính và những công việc tương tự khác. Còn tuổi Mùi có thể đưa những ý tưởng, sáng kiến hay trong kinh doanh. Tuổi Mùi khá may mắn, còn tuổi Đinh Dậu khá có duyên với tiền, nên hai tuổi hợp lại làm ăn sẽ rất phát đạt. Tuổi Đinh Dậu với tuổi Thân. Trong làm ăn kinh doanh, hai hành tinh này lại khá ăn ý với nhau. Những vấn đề cơ bản trong công ty nên để tuổi Thân làm người đảm nhiệm. Điều này sẽ giúp tuổi Thân thỏa mãn mong muốn được trở thành người đứng đầu và vận dụng hiệu quả sự khéo léo của mình cho công việc. Tuổi Đinh Dậu nên quản lý bên cạnh, sử dụng đầu óc thông minh vào việc quản lý tài chính và ngăn cản tuổi Thân đưa ra những quyết định thiếu khôn ngoan. Tuổi Đinh Dậu với tuổi Dậu. Có thể nói, nếu là đối tác kinh doanh thì hai người tuổi Dậu sẽ đảm nhiệm vai trò tốt hơn hẳn những vai trò khác. Bởi cùng làm việc với nhau, tuổi Đinh Dậu có thể tận dụng những lợi thế của mình. Tuổi Đinh Dậu vốn thực tế, kiên nhẫn và cẩn thận. Bởi vậy, vấn đề tài chính trong kinh doanh của họ sẽ được đảm bảo rất tốt. Tuy tập thể chung của họ không phát triển với tốc độ lớn vì họ vốn không ưa mạo hiểm, nhưng vì tài chính đảm bảo nên chuyện làm ăn sẽ không ngừng lớn mạnh. Tuổi Đinh Dậu với tuổi Tuất. Khi là đối tác kinh doanh, tuổi Đinh Dậu và tuổi Tuất kết hợp ăn ý hơn ở các lĩnh vực khác. Cả hai con giáp này đều làm việc chăm chỉ và có kỹ năng kinh doanh. Tuổi Đinh Dậu cẩn thận nên rất phù hợp với lĩnh vực tài chính. Bên cạnh đó, người tuổi Đinh Dậu cũng ít khi tham gia vào các công việc quá mạo hiểm. Tuổi Tuất thì lại là người rất đáng tin cậy, rất đáng để tuổi Đinh Dậu đặt niềm tin. Hơn thế nữa, tài ngoại giao của tuổi Tuất sẽ giúp cho công việc kinh doanh của hai người ngày càng phát triển, vươn xa. Tuổi Đinh Dậu với tuổi Hợi. Khi là đối tác kinh doanh, tuổi Đinh Dậu và tuổi Hợi sẽ thành công hơn ở các mối quan hệ khác, bởi họ sẽ tận dụng rất tốt những điểm mạnh của mình. Tuổi Đinh Dậu sẽ đảm nhiệm việc tỉ mỉ hoặc liên quan đến tài chính. Tuổi Hợi vốn chăm chỉ và định hướng tốt nên rất phù hợp với việc tiến hành các kế hoạch mà tuổi Đinh Dậu đã lập. Bên cạnh đó, tuổi Hợi sẽ đảm nhiệm cả những nhiệm vụ liên quan đến khách hàng, bởi ở lĩnh vực này, tuổi Hợi có khả năng làm tốt hơn tuổi Đinh Dậu. Quý khán giả thân mến, người có đặc điểm này thì càng nhiều tuổi càng giàu có, hạnh phúc càng đong đầy. Một là người chấp nhận và nhanh thích nghi với sự thay đổi. Mỗi lần thay đổi trong cuộc sống, người ta rất ngại khi phải sắp xếp lại nếp sinh hoạt, thói quen ứng xử, cách làm việc. Nhưng bạn cứ để ý xem, nếu lúc nào cũng muốn ổn định thì làm sao có sự phát triển? Phát triển chính là một sự thay đổi, và muốn phát triển, giàu có thì phải chấp nhận thay đổi. Mỗi lần cuộc sống lên cao cũng chính là một lần thay đổi. Chấp nhận và thích nghi với thay đổi chính là tố chất của một người hướng tới thành công. Người nào dễ thích nghi thì ít than thở, bực mình. Nếu cuộc sống biến động, dễ thích nghi chấp nhận thì càng nhanh có niềm vui và càng nhanh giàu. Hai là nuôi dưỡng lòng biết ơn. Biết ơn chính là một cách để người ta dễ đạt tới trạng thái vui vẻ, trân trọng cuộc sống. Những người biết nuôi dưỡng mọi ân tình nhận được trong đời, biết ơn từ những điều nhỏ nhất, giúp bạn sống có ý nghĩa hơn và trân trọng hơn cuộc đời này. Lòng biết ơn chính là cách giúp con người ta sống đẹp hơn, ít oán thán hơn, và từ đó nên yêu đời hơn, vui vẻ hơn. Và đó cũng chính là bí kíp của người sống càng nhiều tuổi càng hạnh phúc, càng trẻ lâu. Ba là thường xuyên vận động. Vận động không chỉ giúp bạn khỏe thể chất mà còn tạo ra những hormone tăng hưng phấn, tạo niềm vui tinh thần. Một người luôn vận động sẽ năng động,
trẻ trung hơn. Điều đó tạo ra năng lượng tái tạo cuộc sống, giúp bạn càng già càng thấy mình vui vẻ, yêu đời. 4 là luôn luôn biết cho đi trước khi đòi nhận về, là tố chất của những người biết làm giàu và hạnh phúc. Mong muốn sở hữu, chiếm hữu, ki bo giữ cho mình mới khiến người ta đau khổ. Người xưa nói sởi lởi trời cho là vậy. 5 là luôn chăm chút cho các mối quan hệ chất lượng. Trong đời sống, những người giàu có, thành công và vui vẻ thường có một số quan hệ tốt. Mà để có quan hệ tốt thì phải chăm sóc chứ không tự dưng có. Do đó, người biết chăm sóc quan hệ là người càng già càng hạnh phúc. Nếu bạn muốn nhận được niềm vui từ những mối quan hệ, muốn càng già càng duy trì được nhiều mối quan hệ thân thiết, thì cũng cần phải dành thời gian, tình cảm, thậm chí cả tiền bạc để chăm sóc. Tất nhiên, phải chọn những mối quan hệ chất lượng để vun vén, đừng vun vén cho những mối quan hệ hời hợt hay vô bổ. 6 là không lo tương lai và không hối tiếc quá khứ, mà tận hưởng hiện tại. Lo tương lai và hối tiếc quá khứ là sống không thực chất, không sống thực mà luôn sống vì cái ảo. Bởi tương lai chưa tới quá khứ thì qua rồi, thế nên những người này sẽ hay đau khổ. Còn những người sống trong hiện tại, tận hưởng mọi thứ đang diễn ra, tập trung mọi thứ đang diễn ra chính là quên quá khứ và tạo dựng tương lai đó. Làm tốt từng thứ của lúc này chính là làm tốt cho ngày mai rồi. Muốn hạnh phúc thì đừng sống vô bổ bằng cách hối tiếc quá khứ và đau đáu cho những điều không biết có tới không. 7 là chấp nhận sự khác biệt và sự không hoàn hảo. Người nào càng bảo thủ càng khổ, bởi họ khó mở lòng với xã hội. Mà thực tế xã hội thì mỗi người một phiên bản, một ý nghĩ. Thế nên, biết chấp nhận sự khác biệt và sự không hoàn hảo chính là vị tha với người và với cả chính mình. Một người bảo thủ đòi hỏi hoàn hảo khó mà mãn nguyện, bởi cuộc đời làm gì có sự hoàn hảo. Chấp nhận sự khác biệt chính là cách để bạn linh hoạt trong đời sống, không áp đặt, cứng nhắc điều gì. Quý khán giả thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Đinh Dậu sinh 1957 trong 2 tháng cuối cùng của năm 2024 âm lịch. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả những chương trình tiếp theo.